York. Tô Lâm, General Secretary of the Vietnamese Communist Party and so-called President of the Vietnamese Communist Party, will attend the 79th session of the United Nations General Assembly in New York on September the 22nd and 23rd of 2024. Tô Lâm will also speak on the Columbia University, New York from 11 a.m. to 12 p.m. on September 23rd, 2024. Protest the appearance of the U.S. of the General Secretary of the Vietnamese Communist Party, the Federation of Vietnamese American Communities of the USA, in coordination with many communities and... Nước tự do, dân chủ và phú cường. Thứ hai, toàn dân trong và ngoài nước hãy cùng nhau bắt tay tranh đấu cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, phú cường, phi cộng sản và đời sống người dân được ấm no, hạnh phúc. Thứ ba, chúng tôi kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia dân chủ trên thế giới hãy áp lực nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, công ước quốc tế và các quyền dân sự và chính trị và công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa để người dân Việt Nam được hưởng quyền tự do căn bản mà không bị đàn áp bởi chính quyền. Đây là bản khuyến cáo của cộng đồng người Việt quốc gia liên quan Hoa Kỳ cũng như tất cả các cộng đồng người Việt. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chung với nhau, chúng tôi có mặt hôm nay để cùng đồng hành với cộng đồng Hoa Kỳ. Chúng tôi có mặt cộng đồng là một người gọi là thay thú đã đưa Việt Nam vào cái không ăn thị rất là tàn ác và được thả sau gần 15 năm và tức là không phải là một cách đi ra tù mà sự trao đổi với Tô Lâm có mặt hôm nay. Đó là điều đó tôi muốn đưa lên một người đã dám lên nói lên cái chứng kiến của mình mà chỉ cần nói lên sau khi đó là ông ta đã ở Việt Bắc cầm tù gần 15 năm nay. Đó là điều tôi muốn đưa lên cho cả thế giới đều biết. Tất cả các thế trẻ Việt Nam nên tìm hiểu và suy nghĩ thế nào, tại sao khi đi đến đâu là các người hay sử như các trường hợp quốc gia đều được dân chúng được chào đón. Trong khi đó ông Tô Lâm đã đến Mỹ, còn khi đó các cộng đồng Việt Nam luôn luôn là đứng ra phản đối sự có mặt của những người cầm quyền của nhà cộng sản tới nước Hoa Kỳ. Là chúng tôi là người cộng đồng Việt Nam luôn luôn không chấp nhận sự có mặt của những người đã đưa nước Việt Nam, đã bán nước, đã cùng làm hủy hoại những cái tài nguyên nguyên của con nước và đưa nhân dân, đưa người Việt Nam vào cái cảnh cùng cực khó khăn sau này. Mình dân chủ đến từ Boston của tụi em để biểu tình về việc Tô Lâm sang Mỹ xin xỏ và tư lợi bản thân vì những gì cộng sản làm và hiện giờ Tô Lâm đang là giữ chức chủ tịch nước kiêm luôn tổng bí thư. Vì thế là ông càng tư lợi cá nhân nhiều hơn qua những cái việc như ông ăn bò giác vàng và uống tiền tỷ rượu vang vừa qua. Hiện giờ thì ông đã cưỡng bức phóng thích anh Trần Huỳnh Duy Thức để ông có thể ngang nhiên đi đến Mỹ và trục lợi cho bản thân và Mỹ dân càng ngày nhiều hơn. Thì theo chúng ta được biết thì cộng sản không bao giờ nói thật và luôn luôn có cái câu là phải nhìn những gì cộng sản làm. Tô Lâm làm những việc như vậy có thể là thả anh Trần Huỳnh Duy Thức, nhưng mà thả người này thì sẽ bắt những người khác và còn nhiều hơn nữa. Vì những tội ác cộng sản làm ra sau những năm mà chúng ta sống chung với cộng sản và nhìn thấy những gì cộng sản làm thì chúng ta cũng đủ hiểu được cộng sản là một bọn bất nhân và không bao giờ giữ uy tín cũng như bán nước hại dân. Như những việc vừa qua chúng ta đã từng thấy thì trong tháng 8 năm 2023 vừa qua thì đã có 4 triệu dân từ bên Trung Quốc bước sang Việt Nam nhưng không trả một xu visa nào cho Việt Nam hết. Còn những người dân Việt Nam tại hải ngoại, mỗi lần về Việt Nam chúng ta phải trả tiền visa rất là cao. Và trước đó, trước mùa Covid thì những người Hoa ở bên China đã qua Việt Nam rất là nhiều. Vì vậy chúng ta cũng đủ thấy là bọn cộng sản đã bán nước Việt Nam mình cho giặc Tàu đã từ lâu và hiện giờ
chúng ta cũng đã nghe nói đến 99 năm thuê đất của giặc Tàu, thì cũng như là trăm năm rồi, vì thế cho nên là chúng ta mất nước trong nay mai. Tôi có những lời nhắn nhủ tới các bạn Việt Nam, những người trẻ yêu nước, hoặc những người chưa biết nhiều về tình hình của đất nước mình hiện nay. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là một dân tộc từ ngàn đời đất Việt, và có nhiều người chưa biết được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ từ đâu ra. Và tôi xin nhắc là do vua Thành Thái đất Việt tạo dựng nên, chứ không phải là của cái nơi nào khác, hoặc là của những người mà đã mất nước hoặc theo giặc. Vì thế cho nên các bạn đừng sợ, hãy đứng lên, hãy tranh đấu và hãy nói ra chính kiến của mình, để Cộng sản không còn có cơ hội bịt mắt, bịt tai, và không còn có cơ hội để có thể mà che giấu những gì chúng làm. Xin cảm ơn. Trong lúc cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài trụ sở Liên Hiệp Quốc do Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ cùng với các đoàn thể chính đảng tổ chức, thì bên trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 79 đã có nhiều đại diện tổ chức dân sự cũng như các nguyên thủ quốc gia đã bước ra khỏi phòng hội nghị khi tân Tổng Bí thư Việt Nam phát biểu. Đây cũng là một hình thức phản đối sự có mặt của phái đoàn Cộng sản Việt Nam cũng như nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm. Chúng tôi cũng có dịp tiếp xúc với bác sĩ Trần Quốc Hưng và luật sư Linh Nguyễn, là người đại diện cho tổ chức Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam, có một bài phát biểu bên trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ 79 đại diện cho người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng là sinh ra trong cái thời chiến của chiến tranh Việt Nam và cũng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra chúng tôi sẽ có một cái bài nói ở trong Liên Hợp Quốc là Việt Nam khẳng định là chúng tôi là những người Việt Nam yêu chuộng tự do, khẳng định mạnh mẽ rằng tương lai của Việt Nam chỉ có tốt đẹp hơn nếu chỉ có những yếu tố Việt Nam phải được điều hành bởi một chính phủ do người dân bầu chọn, nghĩa là chính phủ phục vụ người dân, chứ người dân không có phục vụ chính phủ, và có một hệ thống chính trị đa nguyên và đa đảng. Việt Nam trong tương lai sẽ không chấp nhận thể chế một độc tài dưới mọi hình thức. Quyền lực của hiến pháp phải thuộc về ba cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và luật pháp, bảo đảm cho dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Một nước Việt Nam trong tương lai sẽ tôn trọng quyền bầu cử tự do và công bằng như là luật sư Linh vừa trình bày. Một nước Việt Nam dân chủ sẽ chấp nhận cái sự đối lập và cũng sự thay đổi chính phủ một cách trật tự qua những cái cuộc bầu cử. Chúng tôi cũng mong muốn một nước Việt Nam dân chủ trong tương lai sẽ làm minh bạch mọi hoạt động chuyển nhượng tài sản công. Một nước Việt Nam dân chủ sẽ chấp nhận luật pháp quốc tế, không trái với chủ quyền quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc. Một nước Việt Nam tương lai kiên quyết chống lại mọi cái hình thức xâm lược và đóng góp vào việc xây dựng nền an ninh và hòa bình thế giới. Cái điều quan trọng là lãnh thổ Việt Nam và Biển Đông sẽ được bảo vệ và không bị chuyển nhượng bằng cách bán hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Thì đó là cái nội dung của bài phát biểu của chúng tôi trong cái đại hội thượng đỉnh tương lai này. Destiny tường trình cho VATV từ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 79 tại thành phố New York. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.